Tiếp theo với phần bài đào tạo 3, chương 3, quy trình 12 bước, Hải sẽ hướng dẫn cho các anh chị để các anh chị vận hành cái quy trình này. Dĩ nhiên, ở bên dưới Hải cũng để sẵn cái quy trình 12 bước để cho các anh chị lưu về điện thoại của mình và các anh chị sẽ sử dụng nó trong quá trình mà các anh chị làm việc. Như vậy, cái quy trình này được áp dụng cho thành viên đã hoàn thành xong 200 BB, họ sẽ bắt đầu vận dụng cái quy trình 12 bước này nha. Thì khi mà các anh chị bắt đầu hiểu về cái quy trình 12 bước, các anh chị làm việc nó sẽ dễ dàng hơn, các anh chị không có gặp bất cứ cái khó khăn nào trong cái quá trình mà các anh chị làm việc hết á. Như vậy bước 1, mình chờ các anh chị nhìn thấy bước 1 chưa? Bước 1 là các anh chị cho thông tin người mới ha, rồi gửi cái clip mô tả bức tranh công việc như là ở cái phần chương chương 3 về cái 12 việc cần làm cho người mới hay có hướng dẫn. Sau khi các anh chị đã cho thông tin, đã gửi clip mô tả bức tranh công việc rồi thì các anh chị sẽ thực hiện bước 2 là các anh chị đăng ký mã số cho thành viên mới của mình online. Sau khi các anh chị đã hoàn tất cái bước đăng ký thành viên mới có mã số rồi thì các anh chị cấp cái mã số đó cho cái người mới của mình để cái người mới của mình họ biết cái mã số của họ rồi họ sẽ biết cách vào app như thế nào, họ biết cách sử dụng cái app như thế nào ha. Sau đó là đến bước thứ ba là các anh chị thêm cái người mới của các anh chị vào cái cộng đồng Oriflame. Đúng không nè. Khi các anh chị đã thêm họ vào cái cộng đồng Oriflame rồi thì các anh chị bắt đầu đến cái bước thứ tư. Tại vì cái này là trong cái 12 việc cần làm cho người mới hay có hướng dẫn rồi, nhưng mà cái này là cái quy trình 12 bước để cái người mới họ biết cách họ vận hành cái công việc như thế nào, thành ra các anh chị phải nắm được để các anh chị hướng dẫn cho người mới của mình. Nhưng mà nói hướng dẫn thật sự là các anh chị chỉ cần cho họ vào bài đào tạo 3 này, họ học cái này, họ nghe cái này là họ biết cách liền à. Mình học đâu có cần phải hướng dẫn cho họ đâu. Đúng nè. Rồi, ở bước thứ tư là họ sẽ tham dự cái livestream trên cộng đồng Oriflame vào mỗi tối. Thành ra cái phần bước thứ tư này là cái phần rất là quan trọng, các anh chị nghe kỹ. Công việc online là mỗi tối các anh chị phải hy sinh thời gian 60 phút vào lúc 21 giờ đến 22 giờ hàng ngày từ thứ hai thứ sáu. Các anh chị cùng với đội nhóm của mình lên xem livestream. Bởi vì các anh chị là trưởng nhóm mà các anh chị không lên xem livestream cùng với đội nhóm của mình, các anh chị không học, các anh chị làm sao biết mà các anh chị làm việc rồi hãy cập nhật cái gì đó, hãy dạy cái gì đó, các anh chị không không nắm rồi làm sao mà các anh chị làm việc để các anh chị có tiền được. Thành ra các anh chị phải suy nghĩ là tại sao nhiều người họ chọn công việc này họ làm, họ có rất là nhiều tiền, còn bản thân mình thì không. Thành ra nhớ bước 4 này là mỗi tối mặc định nha, bản thân mình và đội nhóm của mình dành thời gian ra từ 21 giờ đến 22 giờ hàng ngày 60 phút đó để lên trên cộng đồng Oriflame để xem livestream đó. Và hàng ngày buổi sáng hoặc là buổi trưa Hải cũng có cập nhật cái nội dung của buổi tối đó mình sẽ hoạt động gì để các anh chị biết, các anh chị chuẩn bị để các anh chị chia sẻ với đội nhóm của mình. Rồi đến bước thứ năm là tương tác lại và gửi clip chào mừng. Thành ra các anh chị khi mà các anh chị làm việc với lại thành viên mới của mình ha, khi mà họ đã xem xong cái livestream mà các anh chị không có cái bước này, đó là cái bước mà tương tác lại với lại thành viên mới của mình, các anh chị không có gửi clip chào mừng thì họ làm sao họ biết được cái quy trình làm việc của mình nó như thế nào. Đúng không nè. Thành ra cái bước năm này là các anh chị nhớ sau khi xem xong livestream thì bản thân các anh chị phải tương tác lại với lại các thành viên trong đội nhóm của mình, những cái người mới tham gia. Rồi người nào mà các anh chị kiểm tra mà thấy họ có học hết 30 phút khởi nghiệp, họ nắm bài thì các anh chị hãy gửi cho họ clip chào mừng. Các anh chị phải chắc chắn là họ đã học hết 30 phút thì các anh chị mới gửi, để tránh cái trường hợp là các anh chị hay gửi âm 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 trong khi người đó không có học cái bài khởi nghiệp. Thành ra họ không học bài khởi nghiệp, họ đâu hiểu gì, họ nghe cái clip chào mừng này họ lại càng không hiểu nữa, rồi nghỉ. Thế là họ nghỉ mất tiêu. Rồi khi đó các anh chị đi tuyển lại, các anh chị làm hoài, các anh chị làm cũng không được. Thành ra nhớ bước 5 này làm kỹ và chi tiết giùm Hải. Rồi bước thứ sáu là gửi catalog. Thì trong cái 12 việc cần làm dành cho người mới, họ sẽ được nhận catalog. Còn nhiệm vụ các anh chị là gửi catalog sau khi mà họ học khởi nghiệp xong. Có nghĩa là họ học khởi nghiệp xong thì ngày hôm sau các anh chị phải nhanh chóng đi gửi cho họ 3 cuốn catalog, 2 cuốn catalog mỹ phẩm và 1 cuốn catalog thực phẩm. Nhớ là gửi catalog mới nhất nha. Rồi bước thứ bảy là các anh chị dạy cho người mới của mình cũng như là theo sát cái người mới của mình để họ hoàn thành cái 200 BB theo cái bài khởi nghiệp mà họ đã được học ha, trong 3 ngày đó. Rồi nhớ là theo sát nha, bước thứ bảy là cái người mới phải theo sát. Bước thứ 8 là gửi thư chúc mừng.
Đó, các anh chị phải làm tốt cái điều này, tại vì cái người mới khi mà họ đã hoàn thành xong 200 BB thì các anh chị phải gửi cho họ cái thư chúc mừng họ đã đủ 200 BB, ít clip chúc mừng để họ đã đủ 200 BB. Rồi bước thứ 9 là các anh chị hướng dẫn cho tư ứng viên mới của mình học bài đào tạo 3 và hoàn thành cái công thức 9%, cũng như là cố gắng để nỗ lực để đạt được 9% trong tháng đó. Rồi bước thứ 10, bắt đầu các anh chị dạy cho họ tuyển 3 người, 3 thành viên mới ha, để đưa vào học khởi nghiệp. Họ có thể tuyển người quen hoặc là họ có thể tuyển người lạ, nhưng mà nhiệm vụ của họ là phải tuyển 3 người rồi mang đến cái buổi học khởi nghiệp của Hải và làm theo đúng cái quy trình 12 việc cần làm cho người mới đó. Thành ra các anh chị sẽ dạy cho họ cách để tuyển 3 người như thế nào. Rồi ở bên dưới Hải có để sẵn cái clip dạy cách tuyển 3 người như thế nào cho các anh chị luôn, các anh chị xem nha. Rồi bước số 11 là dạy cho tư vấn viên mới cách vận hành đúng cái quy trình 12 bước đó. Thật sự bước số 11 là nói dạy, chứ thật sự các anh chị chỉ cần gửi cho họ cái clip này họ xem để họ biết cách để vận hành cái quy trình 12 bước như thế nào. Tại vì cái quy trình này là sẽ cho cái người mới họ biết cách làm việc như thế nào. Thành ra các anh chị phải gửi cho họ về cái phần này. Rồi bước cuối cùng là bước số 12, các anh chị sẽ cùng với nhóm của mình mỗi ngày tuyển dụng nhiều hơn 2 người mỗi ngày. Thành ra cái phần này hãy dặn kỹ các anh chị, nó rất là quan trọng, các anh chị nghe kỹ nha. Ở cái bước 12 này, các anh chị muốn đội nhóm của các anh chị phát triển thì những cái người nào mà họ nghiêm túc, họ muốn có thu nhập, họ nghe lời các anh chị, họ bắt đầu họ sẽ tập trung vào cái việc tuyển dụng, thì những cái người nào làm nghiêm túc các anh chị bỏ họ vào một cái nhóm để làm việc, các anh chị theo sát họ ha, và giao cho họ nhiệm vụ là mỗi ngày tuyển dụng 2 người. Nếu mà họ không tuyển dụng 2 người, họ không chịu tập trung tuyển dụng, họ lơ là, các anh chị bỏ qua, mình không tiếc nuối gì hết. Người nào làm thì mình hướng dẫn cho làm, người nào không làm thì mình bỏ qua. Đồng ý không nè? Các anh chị sẽ bỏ qua những cái người nào mà họ không có chịu làm việc, và các anh chị hướng dẫn cho họ để mà họ tuyển dụng giống như các anh chị. Bởi vì khi mà các anh chị hướng dẫn cho cái người mới của mình cùng với mình tuyển dụng, các anh chị cùng dẫn họ đi tuyển dụng, thì chắc chắn là cái người mới của các anh chị họ sẽ làm được đó. Bởi vì cái quy trình 12 cái việc cần làm dành cho người mới họ đã chỉ rồi, nó quá chi tiết luôn. Thành ra ở cái việc mà tuyển dụng thì bây giờ các anh chị dẫn họ đi tuyển dụng bằng cách nào? Ví dụ các anh chị vào trong cái nhóm đó ha, các anh chị tham gia vào một cái nhóm nào đó, các anh chị đăng cái tin tuyển dụng như thế nào đó, và đăng vào giờ nào và cách đăng làm sao để Facebook không có chặn cái nick của mình đó, thì các anh chị quay lấy cái điện thoại, các anh chị quay cái màn hình lại, cái màn hình các anh chị vào đó, tức là mình dùng cái điện thoại để mình quay lại, rồi mình lấy cái tay mình chỉ cho họ trên cái màn hình thứ hai, đó là mình dùng cái điện thoại này mình quay điện thoại kia mà. Thành ra mình chỉ cho họ em vô cái nhóm này nha, rồi em đăng cái tin giống như chị gửi qua inbox cho em đó, em đăng lên trên đó ha, rồi xong sau đó cái em ai mà inbox cho em sẽ tuyển dụng họ, hoặc là em muốn đăng một cái nhóm nào đó hay muốn tham gia vào một cái nhóm nào đó, thì em cứ lên trên cái Facebook em search cái tên đó, ví dụ như là nhóm mua bán ở Quy Nhơn, hay là nhóm mua bán ở Tiền Giang, hay là cộng đồng người Việt sống ở Mã Lai, hay là cộng đồng người Việt sống ở Indonesia, hay là cái gì đó, mình có thể chỉ cho họ để họ vào những cái nhóm mà chưa có nhiều người Oriflame tham gia, rồi vô đó đăng tin tuyển. Khi mà mình quay cái điện thoại mình chỉ cho họ cách để họ đăng như thế nào, họ tham gia vào nhóm như thế nào, cái mình gửi cho họ cái clip đó họ xem, họ xem rồi bắt đầu cái mình kêu họ làm, và họ bắt đầu họ sẽ làm. Cái người mới các anh chị bắt đầu họ sẽ làm, thì khi mà họ làm họ sẽ tuyển được người rồi họ đưa vào trong cái nhóm. Thành ra nếu mà mỗi người tuyển 2 người, bây giờ các anh chị tưởng tượng đi, các anh chị có 3 người thôi, các anh chị cộng các anh chị nữa là 4, mà 4 người mỗi người tuyển 2 người thì trong 1 tháng rồi nhóm các anh chị có bao nhiêu người, và mỗi người mà hoàn thành 200 BB thì các anh chị tưởng tượng là mình kiếm biết bao nhiêu là tiền. Thành ra ở cái bước 12 là các anh chị cùng với nhóm của mình đi tuyển dụng, và mỗi ngày các thành viên của mình tuyển nhiều hơn 2 người mỗi ngày. Và các anh chị nhớ, mình chỉ kỷ luật với những người nào mà cam kết làm việc nghiêm túc để có thu nhập, cam kết là tập trung đi theo các anh chị để tuyển dụng,
thì các anh chị sẽ kỷ luật với những người đó, các anh chị sẽ đưa những người đó vào cái nhóm chat riêng của các anh chị để các anh chị theo sát. Những người nào làm việc không nghiêm túc, các anh chị xóa họ ra, cứ mạnh dạn xóa họ ra, chứ không có tình cảm. Bởi vì ba cái điều mà các anh chị luôn nhớ là không tình cảm, không cho mượn tiền và không có kỳ vọng vào thành viên trong đội nhóm của mình. Ba cái điều này là các anh chị phải nhớ. Nhớ chưa nè? Đó, thành ra khi mà các anh chị triệt để làm việc cùng với đội nhóm mình một cách nghiêm túc thì cái việc mà đội nhóm các anh chị tuyển dụng được là cái chuyện chắc chắn. Thành ra tuyển, có thể tuyển người quen hoặc có thể tuyển người lạ, nhưng mà lúc mà các anh chị làm, các anh chị gặp những cái khó khăn, trở ngại, những cái rào cản từ gia đình, bạn bè, người thân sao đó, thì các anh chị chia sẻ, đồng cảm với lại cái người mới của mình. Thì như vậy cái người mới của mình họ sẽ thấy được rằng là bảo trợ của mình cũng giống mình, thôi mình cũng phải nỗ lực để mà mình giống bảo trợ mình để mình có thu nhập, không? Đó là cái cách làm việc khôn ngoan. Rồi, cảm ơn các anh chị đã học cái quy trình 12 bước, mời các anh chị đến với lại cái bước tiếp theo.